Sáng ngày 6 tháng 5, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Dương Minh Châu trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả hoạt động từ sau kỳ họp thứ 6 đến trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và địa phương.